Tử vi thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem chi tiết đầy đủ đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương, 21 tháng 3 đến 19 tháng 4, xem bói tử vi thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương nên bình tĩnh bởi vì cung hoàng đạo này rất dễ phải đối mặt với các tình huống. Rất khó xử. Đừng để cảm xúc bị tác động vì sẽ rất dễ hỏng việc đấy nhé. Hôm nay nếu như tròm sao này không bật chế độ ưu tiên thì bạn bị sao nhãng bởi những lời nhờ của người khác đấy nhé. Tròm sao này sẽ cần biết giới hạn mức chi tiêu. Ví dụ như đặt ra một hạn mức chi tiêu phù hợp với gia đình của mình trong ngày hay là trong tuần và sẽ chỉ mua sắm trong số tiền mà mình đã đặt ra thôi nhé. Ăn nhiều đường sẽ khiến tròm sao này dễ bị lão hóa, chính vì vậy bạn hãy nên giảm bớt lượng đường ăn hàng ngày, thay vào đó nếu như bạn muốn ăn vặt bạn thì nên bổ sung những loại hạt con số may mắn của Bạch Dương ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 12 và 35. 2. Cung Kim Nhiêu, 20 tháng 4 đến 20 tháng 5, Kim Nhiêu sẽ có được cơ hội thăng tiến trong thời gian sắp tới. Vì thế tròm sao này hãy trân trọng vận may đang mỉm cười với mình đấy nhé. Sai thì sửa. Hôm nay bạn cũng đừng ngại và thừa nhận mọi lỗi của mình đấy nhé. Hãy ăn các loại cá có nhiều axit béo omega 3 bởi vì chúng tốt cho tim, não và những cơ quan khác của cơ thể đó nhé. Thường xuyên ăn cá sẽ giúp cho chòm sao này có thể sẽ nhận thấy rõ các chuyển biến tích cực của cơ thể. Về phương diện tình cảm, người ấy sẽ chỉ ra điểm yếu của chòm sao này và có thể hiện bạn nổi giận, không vui và hơn nữa còn trách mắng đối phương. Cách hành xử của cả hai người lúc này sẽ đều không đúng. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 66 và 78. 3. Cung Song Tử, 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, Song Tử sẽ dễ phạm phải sai lầm trong hôm nay. Cung Hoàng đạo này sẽ phải tỉnh táo để cân nhắc nhiều hơn nữa trong từng hành động của bản thân đấy nhé. Cứ tập trung vào mục tiêu dài hạn, tuy chưa tốt tuy nhiên hãy kiên nhẫn, thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ của bản thân vì miếng lợi lâu dài mới chính là điều tốt nhất. Thay vì việc bạn cố gắng đổ nhiều tiền vào đầu tư thì tròm sao này hãy nên đọc sách, học hỏi nhiều hơn nữa. Không có kiến thức tuy nhiên miễn cưỡng đầu tư hàng đống tiền sẽ chỉ dẫn tới nguy cơ mất tiền hơn mà thôi. Về phương diện sức khỏe, ngày hôm nay sẽ không phù hợp cho các hoạt động mạnh vì thế cung hoàng đạo này hãy nên thực hiện việc gì cũng nhẹ nhàng, hơn nữa là trong việc tập luyện cũng thế đấy nhé. Con số may mắn của song tử ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 15 và 78. 4. Cung cự giải 22 tháng 6 đến 22 tháng 7 bói tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải sẽ có cảm giác không ai hiểu được mình. Có vẻ như các câu chuyện của cung hoàng đạo này không được ai hưởng ứng. Do đó việc bạn cần làm bây giờ là hãy học cách chấp nhận và nỗ lực hơn nữa đó nhé. Về phương diện sức khỏe. Bạn hãy thực hiện những bước massage hàng ngày, làn da của chòm sao này sẽ trở nên săn chắc và xe khít hơn rất nhiều, giúp giảm thiểu sự xuất hiện của những nếp nhăn hiệu quả. Về mặt tình cảm. Đối với những mối quan hệ không rõ ràng thì thật sự sẽ không đáng để cung hoàng đạo này sẽ phải bận tâm hoặc là lãng phí thời gian quý giá của bạn đâu đấy nhé. Do đó bạn cũng để đừng để ảnh hưởng tới bản thân nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 87 và 98. 5 Cung sư tử, 23 tháng 7 đến 22 tháng 8, sư tử đang có cảm giác lo lắng, bởi vì sợ mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Chòm sao này cố gắng tìm cách để kiểm soát tình hình để cuộc sống có thể chậm lại. Sư tử có dám chắc rằng bản thân đang đúng hay không? Nếu như có đối mặt với mọi lời nhận xét, phê bình khó chịu thì bạn cũng hay nghiêm túc lắng nghe nhé. Nếu sư tử là người trẻ và bạn đang muốn sở hữu bất động sản cho riêng mình thì lời khuyên cho chòm sao này là hãy tích cóp tiền càng sớm càng tốt không hề quá sớm cho thói quen tốt đâu đấy nhé về mặt sức khỏe chòm sao này hãy nên có thói quen phòng bệnh hơn chữa bệnh và không nên phá sức của bản thân bằng việc ăn uống thiếu khoa học hoặc là thói quen thức khuya không tốt rồi thì khi đổ bệnh lại tốn tiền bạc thời gian rất nhiều đấy nhé con số may mắn của sư tử ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 54 và 89. 6. Cung Sử nữ, 23 tháng 8 đến 22 tháng 9, tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo nói rằng Sử nữ bởi vì quá căng thẳng mà sẽ đưa ra những quyết định thiếu đi sự tỉnh táo và sáng suốt trong ngày hôm nay cung hoàng đạo này có thể thấy những điều mà bản thân đang chờ đợi là hoàn toàn cần thiết và rất xứng đáng về mặt tài chính cung hoàng đạo này sẽ cần phải tích lũy và chi tiêu hợp lý và ngay cả khi có một khoản tiền rất lớn để mua món đồ đắt tiền cũng sẽ cần phải chú ý đến khả năng chi trả cho các khoản khác đấy nhé về mặt tình cảm, những bạn còn đang độc thân hứa hẹn sẽ tìm được một người phù hợp với mình trong ngày thứ hai này, trái tim tròm sao này lại biết gieo vui thêm một lần nữa. Do đó bạn hãy mở lòng ra và đón nhận nhé. Con số may mắn của xử nữ ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 12 và 54. 7. Cung Thiên Bình, 23 tháng 9 đến 22 tháng 10 tử vi phương Tây 12 tròm sao cho thấy Thiên Bình sẽ có được điều kiện rất thuận lợi. Nhiều người may mắn sẽ có thành công rực rỡ do đó sẽ có được những nước đi có tính toán khôn ngoan hơn rất nhiều. Từng sự kiện diễn ra trong hôm nay, tròm sao này nên để tâm vào phân tích, tổng kết và đúc kết ra cho bản thân bài học để rút kinh nghiệm về mặt tình cảm, cả hai bạn nên cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến nghỉ hè sắp tới nhé. Điều này sẽ giúp cả hai thêm gắn kết hơn rất nhiều đấy nhé, từ đó sẽ cải thiện được tình cảm của đôi lứa. Tình trạng sức khỏe khi mà thời tiết chuyển mùa. Tròm sao này đừng quên sử dụng kem chống nắng thường xuyên đấy nhé, chúng giúp thiên bình có thể hạn chế những vết nám có nguy cơ xuất hiện bất kỳ lúc nào đó nhé. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 66 và 90. 8. Cung bọ cặp 24 tháng 10 đến 21 tháng 11 bọ cặp có những cảm xúc buồn vui thất thường, tròm sao này rất cả tin bởi vì không đủ nhạy bén như trước cung hoàng đạo này phải tự bản thân xốc lại tinh thần và không để mình sẽ rơi vào tình trạng không hề biết bản thân muốn gì và cứ mơ hồ như hiện tại mãi được về mặt tài chính tiền thì vẫn phải kiếm tuy nhiên quan trọng hơn kiếm tiền là để đầu tư cho chính mình và nâng cao năng lực bản thân hôm nay bọ cạp sẽ có thể mua một cuốn sách để coi như cách để làm mới cuộc sống của bạn về mặt tình cảm bọ cạp đừng để những nỗi sợ hãi không tên sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của bạn và đối phương đấy nhé. Mọi đánh giá của chòm sao này sẽ không hề chính xác trong thời điểm hiện tại đâu. Con số may mắn của bọ cạp ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 32 và 78. 9 cung nhân mã, 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, nhân mã sẽ có thêm được những ý tưởng xây dựng về một cuộc sống mới mẻ hơn. Tròm sao này sẽ phải lường trước mọi điều mà mình có thể mất mát để thực tế sẽ không làm bạn trở nên bỡ ngỡ. Cuộc đời sẽ luôn luôn tràn đầy những bất ngờ. Bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với mọi chuyện nhé. Về mặt tài lộc, là ngày hôm nay bản mệnh không đủ may mắn trong các khía cạnh tiền bạc tuy nhiên bạn cũng đừng vì thế mà trở nên muộn phiền hãy xem đây chính là cơ hội để chòm sao này có thể sắp xếp lại cuộc sống và kế hoạch tài chính của mình đấy nhé về tình trạng sức khỏe bạn hãy thử đi bộ thường xuyên chòm sao này không cần chi tiền cho các phòng tập đắt tiền đi bộ sẽ được coi là hình thức tập thể dục rất đơn giản và an toàn nhất giúp cho bạn có thể cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại đấy nhé. Con số may mắn của nhân mã ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 15 và 89. 10. Cung ma kết 22 tháng 12 đến 19 tháng 1 tử vi hàng ngày 12 tròm sao dự báo ma kết có thể dự đoán được những vấn đề có thể xảy ra trong ngày thứ hai này. Và việc cần làm của bạn là bình tĩnh đón nhận và xử lý chúng sao cho phù hợp nhất nhé. Bạn không nên cố đuổi theo hư vinh vì cuối cùng bản thân cũng sẽ cũng phải trả giá. Về mặt tài chính, nếu như mà bạn có mượn tiền ai thì hãy nên cố gắng trả nợ sớm đấy nhé, không nên cầm quá lâu tròm sao này sẽ ngại trả và không những thế còn phải đối diện với tình trạng nợ sẽ chồng nợ đấy nhé về mặt tình cảm, có vẻ như lời xin lỗi của chòm sao này dành cho người ấy sẽ không được chấp thuận cho lắm. Lúc này sẽ đòi hỏi thái độ của chòm sao này phải chân thành hơn. Bạn nên chia sẻ cả những tâm tư của bản thân trong lâu nay. Con số may mắn của ma kết ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 77 và 89. 11. Cung Bảo Bình, 20 tháng 1 đến 18 tháng 2, theo tử vi ngày mới, Bảo Bình sẽ có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì tròm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một. Mọi chuyện diễn ra hôm nay sẽ đều khó lường. Tuy nhiên tròm sao này hãy cứ tin rằng bản thân nếu như mất cái này sẽ được bù lại bằng thứ khác. Về phương diện tình cảm, bảo bình nên ăn chậm hơn để dạ dày của mình có thêm thời gian để xử lý được thức ăn thay vì việc ăn nhanh và nhiều cùng một lúc như vậy việc đó sẽ khiến cho tình trạng béo phì tăng cao đấy nhé về mặt tình cảm những rắc rối trước đây cộng thêm những vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc sẽ chính là tác nhân làm cho tình cảm của hai bạn ngày càng trở nên dạn nớt hai người đã thiếu sự thẳng thắn rõ ràng từ trước nên tự rước rắc rối vào mình con số may mắn của Bảo Bình ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 18 và 90. 12, cung Song Ngư, 19 tháng 2 đến 20 tháng 3, dường như đang có rất người ghen ghét với những gì Song Ngư có được. Tuy nhiên đối với tròm sao này cuộc sống vô thường do đó bạn cũng chẳng cần phải quan tâm với người đối diện làm gì bạn luôn sống hết mình và cố gắng để gặt hái những gì mà bản thân đặt ra trước đây về phương diện tài chính ngày hôm nay song ngư sẽ càng nhận ra được những điều tích cực mà tiền mang đến nếu có nhiều tiền là mục tiêu thì chòm sao này hãy nên thay đổi cách hành động ngay từ giờ đi nhé về mặt sức khỏe nhiều vấn đề đang cùng diễn ra một sức khiến chòm sao này bị stress và ăn không ngon miệng và sức khỏe sẽ có những dấu hiệu bị giảm sút đi rất nhiều đấy nhé. Do đó, bạn cần chú ý nhiều hơn và chăm sóc bản thân hơn nữa. Con số may mắn của song ngư ngày 4 tháng 4 năm 2022 là 21 và 56.